Mình ơi, mình thấy trong người sao? Cảm ơn cô để tôi. Anh đang còn bị ảnh hưởng thuốc mê, chị đưa anh về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Có chuyện gì vậy mình? Anh nghe nói ca mổ phải dời lại hả? Sao không ai nói anh biết chuyện gì hết? Hay anh có vấn đề gì nữa hả mình? Anh không có sao hết á. Mẹ sao hả mình? Anh đi về phòng nha. Không, anh phải gặp mẹ liền. Bà khỏe lắm, bà không có bị gì hết. Trước khi mổ bà bỏ trốn rồi. Bà đòi em đưa cho bà 700 triệu. Em đưa không có thiếu một đồng nào hết. Tại sao vậy? Anh là con trai của bà mà, tại sao lại làm như vậy với anh? Mẹ con mà. Lòng ơi, sao cái xấu anh nó khổ quá vậy? Mình ơi, mình ơi, đi đâu vậy? Chị gì rồi? Dạ, anh Ngọc đi đâu mất tiêu rồi. Gì? Anh ở bệnh viện về, cái chị chạy qua nhà cô Bông, chị mua một xíu đồ về, anh đi đâu mất tiêu rồi. Chị gọi anh đi, gọi đi. Chị gọi rồi nhưng mà anh không có nghe điện thoại. Anh hay tin mẹ trốn khỏi bằng mổ, anh mặt anh trắng bệch luôn, không có nói câu nào hết trơn. Lần đầu tiên chị thấy anh vậy luôn, ở nhà chị lo lắm. Mà em tìm được mẹ chưa? Hả? Nga ơi! Nga! Em đi đâu vậy? Trời ơi! Ông ấy rất đáng thương. Phải chi được ghép gan từ người thân thì ông ấy đã có cơ hội sống lâu hơn. Nhưng mà ông ấy nói ông ấy không muốn còn mặt mũi nào để xin con cái cho gan. Tôi nói để tôi gọi cho anh, nhưng ông ấy nhất quyết không có chịu. Tối hôm đó lên cơn đau, ông ấy nói muốn gặp mặt các con lần cuối, rồi cứ đòi đi, tôi cản bao nhiêu cũng không có được. Ông ấy nói muốn gặp cậu con trai lớn. Anh hai ơi! Anh hai! Anh hai ơi! Anh hai! Anh hai! Nói con hả bố? Bố ơi,
con xin lỗi bố mà bố. Bố. Anh hai ơi. Anh hai. Mẹ lại làm như vậy luôn. Nhưng mà mẹ không cứu anh thì em cứu anh. Không có anh em sống không có được đâu. Anh chờ em thêm một chút nữa thôi. Anh chờ em một chút nữa thôi. Em sẽ làm được mà. Cây táo nở hoa, phim truyền hình Việt hot nhất 2021 trên Vion và còn có cơ hội giành được hàng trong quà tặng Meili. Phiếu mua hàng siêu thị mã code Vion VIP, xem thêm chi tiết về thể lệ trên fanpage Vion, tải app xem ngay, trúng quà mê say.